Cặp ba mẹ này đang chuẩn bị đón con trai hay con gái nhỉ? Con mình sao rồi em? Không biết là con trai hay con gái ta. Tụi mình cùng xem ha. Bóng bay màu hồng là hai bé gái sinh đôi. Tụi mình cùng tạo hình cho em bé nha. Thay đổi màu tóc nào. Rắc kim tuyến lên. Rồi khâu lại bằng chỉ. Mia dễ thương và em gái Roxy. Cùng về nhà thôi nào. Hai bé của cậu đây nè. Nhấn like cho tụi mình nếu bạn cũng muốn một cặp sinh đôi nha. Oh my gosh. Cười xỉu luôn. Đây là phòng của các con nè. Ăn ngoan nha Mia. Sao vậy con? Để mẹ thay tã cho ha. Lau sạch nè. Xong rồi. Trời ơi, mình chạy không kịp mất. Hiu. Có tiếng gì vậy em? Hai đứa ơi, ba là sâu bướm đây. Có muốn ba bế không nè? Lại đây nào Roxy. Hai cục cưng của ba. Hai cô bé đều rất yêu ba. Ồ, sao anh dỗ được tụi nhỏ vậy? Ngủ ngon nha hai đứa. Đến lúc lớn lên rồi nè. Đưa em bé đi. Chọn một thiết kế. Phép thuật Lalilu. May bằng máy nè. Tô màu cho chiếc váy. Ten ten. Xem giày của mình nè. Tụi mình nhìn giống nhau ghê. Chưa đâu, trang trí cho mái tóc nha. Thêm bông hoa dễ thương. Đi nào. Nhìn kìa, là ba mẹ. Hai đứa đi chơi đi ha. Ba mẹ phải nghỉ một lát. Mình đang xây lâu đài nè. Cho tụi mình xây với. Tụi mình sẽ xây thật bự cho mà xem. Rồi đổ nước vào cho cát dính lại. Mọi người đều chỉ quan tâm đến Mia. Chẳng ai thèm chơi với mình cả. Thật không công bằng. Wow, đẹp quá à. Yeah, tụi mình làm được rồi. Hay giờ chơi đuổi bắt đi. Đố cậu bắt được mình á. Mình không chơi nữa đâu. Để mình giúp cậu nha. Đầu mình đau quá. Oh, đừng có động vào. Mình biết cách này hay lắm nè. Ấn một chiếc lá vào. Mình thấy đỡ hơn hẳn rồi. Cậu đúng là người hùng của mình. Cái gì? Mình cũng làm người hùng được mà. Đã thế mình sẽ phá cái lâu đài này. Đỡ nè. Sụp hết đi. Sao cậu lại phá lâu đài hả? Đừng khóc mà. Mình sẽ xây lại. Ow. Dừng lại đã Roxy. Tụi mình chơi chung ha. Cùng xây lại lâu đài nào. Tuyệt vời. Cho mình mượn cái này nha. Cắt bỏ các phần thừa. Tiếp theo là chuẩn bị vật liệu. Chọn một chiếc que. Rồi gắn lên trên cùng nha. Gắn thêm tay lái. Một món quà cho cặp song sinh. Mình mang đi được chưa? Cảm ơn nha Lalilu. Mọi thứ gần như đã xong rồi. Cứ cất tạm ở đây đã. Hôm nay là ngày đặc biệt của hai đứa. Chúc mừng sinh nhật các con nha. Hoàn hảo. Cho tụi con mở quà đi. Cho em xem với. Đưa đây, em cũng muốn chơi mà. Đừng tranh nhau mà hai đứa. Nhà mình cùng ăn bánh ha. Các con ướp đi nào. Ngoan lắm. Giờ đến tiết mục bất ngờ nha. Xem mẹ có gì nào. Wow, xe scooter. Các con thử đi. Em muốn chiếc màu hồng. Màu hồng là của chị. Không, của em. Không công bằng. Đố đuổi kịp em á. Roxy lấy xe của con ba ơi. Còn chiếc khác mà con. Nhưng mà con thích màu hồng. Mẹ ơi. Sao ồn quá vậy các con. Hai đứa lại gây chuyện nữa rồi. Để em lau giúp cho anh ha. Giờ xử lý như nào nhỉ? Mẹ có cách rồi nè. Chỉ cần lấy bình xịt thôi. Rồi sơn thành màu hồng là được. Còn đẹp hơn của Roxy nữa. Vậy là cả nhà đều vui rồi nha. Con cảm ơn mẹ. Thì xem ai nhanh hơn không nè. Lalilu ơi, tụi mình muốn lớn hơn nữa. Ba la Lalilu. Đầu tiên là bỏ chiếc mũ này đi. Đến lúc phải đổi tủ đồ mới rồi. Áo phông nè. Hai đứa mặc thử mẹ xem. Vâng ạ, à, thưa mẹ. Thêm màn che cho riêng tư nha. Lalilu ơi, giúp mình sửa soạn với. Ok. Trải áo phông ra nha. Chọn một thiết kế. Làm nóng bằng băng là. Ten ten.
thêm một viên ngọc lấp lánh nha. Cậu chọn vải đi. Tất nhiên là màu hồng rồi. Cắt bớt phần thừa. Bộ đồ đáng yêu cho Mia đã sẵn sàng. Chuẩn phong cách của mình luôn. Thay đổi kiểu tóc nha. Xong rồi. Bình luận xuống dưới xem nhìn ai ngầu hơn nha. Giờ thì dễ phân biệt rồi ha. Hết sảy. Giờ thì cặp sinh đôi nhìn khác hẳn luôn. Nhiều đồ trang điểm quá à. Con muốn thử làm tóc không? Để chị giúp cho em nha. Ồ, em thích kiểu gì nào? Ở chỗ này chán phèo. Thà chơi trượt ván còn hơn. Gặp lại sau nha. Gần xong rồi. Chào Mia. Mấy cậu xem kiểu tóc mới của mình nè. Tụi mình cũng vừa làm bộ móng mới đây. Wow, hết sảy. Mình cũng muốn sơn móng tay nữa. Chọn màu nào nhỉ? Cần tụi mình giúp đỡ không nè? Xong. Cảm ơn nha. Gì vậy ta? Ai vậy? Chụp nè. Ủa? Ném đẹp á. Là một trận bóng rổ không? Người đâu mà ngầu quá à. Giới thiệu cho tụi mình đi. Không thành vấn đề. Cùng làm bông cổ vũ nha. Cắt bằng kéo nè. Rồi làm tua rua. Ten ten. Mọi tiết mục cổ vũ đều cần đến thứ này. Thank you. Mình đi nha, đến lúc tỏa sáng rồi. Tụi mình bàn chuyện tiết mục đi. Mình nghĩ phải có đội cổ vũ. Nhìn mọi người xinh quá à. Em cổ vũ cho tụi chị được không? Edward ơi. Cả yêu thanh nữa. Cố lên các cậu ơi, các cậu là số 1. Wow, họ biểu diễn hay quá à. Yay, mọi người đều đang theo dõi. Và lên nè. Nhảy. Ta da. Hoan hô. Hình như mình cảm nắng mất rồi. Tụi mình giỏi ghê á. Tặng cậu bông hoa nè. Ô, dễ thương ghê. Mua. Này, cấm nhìn trộm nha. Lalilu ơi, mình cần một chiếc cặp. Không thành vấn đề. Lấy một ít da giả. May chúng lại với nhau. Thêm dây đeo. Vẽ hình đôi cánh. Sẵn sàng cất cánh. Thêm đôi tay nhỏ dễ thương. Dễ thương quá, cảm ơn cậu nha. Chị Mia, giúp em với. Chị làm bài kiểm tra thay cho em được không? Em không được làm vậy. Làm ơn đi mà chị. Chị nợ em vụ Edward á. Hả, sao cơ? Được rồi, chị bị em thuyết phục rồi á. Chị phải thay đồ đã. Nhanh lên đi chị Mia. Đưa đồ của em đây. Vậy là xong. Nhìn chị thế nào nè. Chị làm ơn đừng làm hỏng chuyện đó nha. Trong hai người ai là Mia vậy? Được rồi, chị đi đây ha. Xin lỗi cô, em đến muộn ạ. Em về chỗ đi. Thành công rồi. Bài kiểm tra này chẳng khó tẹo nào. Chuông hết giờ đã vang lên. Giỏi lắm Roxy. Em đã ôn rất kỹ. Yay, mình đạt điểm cao nhất nè. Mọi chuyện đều thuận lợi. Ôm cái nào. Cái gì? Là Edward. Không thể nào. Sao Edward lại đi với bạn nữ khác? Chị sẽ không thích cậu ta nữa. Mặc kệ cậu ta đi, ngoa, tụi mình đi. Chị định làm gì á? Em có thích màu đen hay không? Vậy cứ tin ở chị đi. Đầu tiên là tô son. Xong rồi. Tiếp theo là thay đổi kiểu tóc nha. Xem chị có gì nè. Không có thời gian để lãng phí đâu. Thêm một ít vải thuyên nha. Diệu kêu. Ngoa. Mặc váy vào nào. Xong rồi, Roxy giờ đã là một ngôi sao nhạc rock. Wow, nhìn em khác lắm luôn á. Vẫn chưa có thư từ trường đại học. Tụi mình đi kiểm tra mail đi. Có thông báo gì nè. Để xem nào. Cặp song sinh đã được nhận học. Yay, tụi mình thành sinh viên đại học rồi. Đã đến lúc thu dọn đồ đạc. Ngày ấy đã đến. Tụi mình đã trưởng thành. Cùng đi tạm biệt ba mẹ đi. Tụi con sẽ rất nhớ ba mẹ. Nhưng nhà mình vẫn sẽ gặp nhau mà. Vào cuối tuần và ngày lễ. Ba mẹ sẽ nhớ hai đứa nhiều lắm. Thời gian trôi nhanh ghê. Thôi mà mẹ. Tụi con yêu mẹ. Tụi con đi nha. Xuất phát. Wow, ở đây có tiệc nè. Tụi mình vào xem đi. Tụi mình có người mới đến kìa. Cú ném đẹp nhất năm đây. Trúng phóng. Wow, sao cậu giỏi quá dạ. Ước gì anh chàng là bạn trai mình.
Vậy chị đi bắt chuyện với người ta đi. Ý hay á. Anh còn biết chơi guitar nữa hả? Em là Mia, tụi mình đi hẹn hò nha. Em dễ thương quá, anh cũng thích em nữa. Mình phải chuẩn bị hoa tặng bạn gái thôi. Lalelu ơi, cậu giúp mình có được không? Hái bông hoa màu vàng. Phép thuật Lalelu trang trí bằng một dải ri băng. Thắt thêm chiếc nơ. Lãng mạn quá à. Hoa cậu đặt đây nè. Mình hồi hộp quá đi. Cô nàng đến rồi. Chào người đẹp. Tặng em bó hoa nè. Ồ, là anh sao? Em đổi phong cách rồi à? Không, vẫn như mọi khi mà. Em xinh lắm luôn á. Johnny đâu rồi ta? Cái gì? Sao anh chàng lại ở bên Roxy? Sao họ dám? Hai người làm gì vậy hả? Ủa, sao giống nhau quá vậy? Anh có sao không? Có cần uống nước không? Không được chạm. Anh chàng là của em. Thả ra. Hai người bình tĩnh đã. Anh có cách rồi. Lại có drama rồi à? Phải đăng lên story lẹ thôi. Anh biết phải làm gì rồi. Chỉ cần một cuộc gọi. Peter hả? Đến chỗ của anh lẹ nha. Wow, anh chàng của em trai sinh đôi. Tặng em hoa nè. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Không sao đâu mà. Anh thích em. Tụi mình ở bên nhau mãi mãi được không? Em đồng ý. Hoan hô, đám cưới rồi. Johnny và Peter đang đợi ở lễ cưới. Hai cô dâu đâu rồi ta? Họ đến muộn. Nhỡ họ đổi ý thì sao? Phải làm sao bây giờ đây? Hai người có đồng ý trở thành vợ chồng hay không? Tôi đồng ý. Còn các bạn? Một nụ hôn được mong đợi từ lâu. Và em bé cũng sắp chào đời. Lấy một quả bóng nha. Bỏ phần thừa đi. Rồi tô màu. Các cậu thấy sao nè? Tiếp theo là chọn phong cách kiểu này. Lấy cọ vẽ. Thêm họa tiết. Xong rồi. Bình luận xuống dưới xem bạn thích cái bụng nào hơn nha. Tụi mình có nên cho họ bất ngờ hay không? Tụi mình sắp được làm ba mẹ rồi á. Không biết là con trai hay con gái đây nhỉ? Mong là con trai. Anh yêu em. Ồ, hình như đến lúc rồi. Ồ, đau bụng quá à. Vợ ơi, em làm sao vậy? Bác sĩ, làm sao bây giờ? Đừng lo, tôi đến rồi. Cho tụi tôi chút không gian. Bạn đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Bạn thấy thế nào? Các chỉ số đều bình thường. Ồ, tôi thấy khó chịu quá à. Để tôi xem. Giúp tôi với. Cấm nhìn trộm. Ồ, em bé dễ thương quá đi. Hiu, hôm nay nhiều việc ghê. Các em bé tới rồi đây. Mời nhận. Các bé trai của bạn đây. Còn đây là của bạn. Để tôi gọi các ông bố nha. Hoan hô, mình được làm ba rồi. Một cặp sinh đôi, đáng yêu quá trời. Mình vui quá đi mất. Để cháu bồng con ạ. Tấm ảnh này tặng gia đình làm quà nha. Cha, con xin nhận ạ. Để anh nhận cho. Gia đình tan nát. Chọn mũ nào. Lali Kadabra, màu vàng. Chúng mình lấy phần nắp nha. Chuẩn bị các chậu. Dấu bóng nào. Chuẩn bị chơi đón vị trí nào. Quả bóng ở đâu nhỉ? Được rồi. Cho tiền vào quả cầu nào. Xếp lớp bánh nha. Trang trí thêm đồ ngọt nè. Kẹo mút đi. Xin mời kẹo mút đi. Thanh toán bằng tiền mặt nha. Nhét kẹo vào. Đặt nến. Lali Dola. Chiếc bánh sang trọng này sẽ là điểm nhấn của bữa tiệc. Bố và mẹ kế sống trong một ngôi nhà sang trọng. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Bố mẹ mời cả khách nè. Chúc mừng Gloria nha. Ồ, ồn ào quá đi. Yeah, mình rất hạnh phúc. Và bây giờ đến giờ ăn đồ ngọt rồi. Cha, bánh kìa. Wow, to quá đi. Có bao nhiêu ngọn nến trên chiếc bánh nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình ướt. Hoan hô, con yêu. Con đã 8 tuổi rồi. Chúng mình sẽ cho con đi trại hè. Con sẽ được nghỉ ngơi. Và bố mẹ cũng vậy.
Hoan hô. Mẹ ơi, con đói, chúng mình ăn vặt được không ạ? Con yêu, mình không có tiền đâu con. Không biết có gì trong heo đất không nhỉ? À, trống trơn à. Mẹ có ý này. Bóng đèn. Lalelu, bạn giúp chúng mình được không? Gấp vải. Bố trí các mẫu. Viền các chi tiết. Lấy một ít lông tổng hợp. Khâu mắt. Lấy cúc áo và khâu vào gấu bông. Và chúng mình đã có được một chú gấu bông dễ thương rồi nè. Cái này được làm thủ công phải không? Mình muốn mua cuốn con. Ok, thank you. Đồ chơi bán chạy như tôm tươi, lấp đầy ống heo luôn. Con có thể giữ con gấu bông được không ạ? Tất nhiên rồi con yêu, chúng mình về nhà nhé. Con yêu, sao con buồn thế? Bạn có muốn con gấu bông không nè? Chú gấu này sẽ là bạn của bạn đó. Tìm thấy con gái rồi, cảm ơn con. Xin hãy nhận cái này như lời cảm ơn của cô nha. Trại hè, tình bạn mới đang chờ đợi Nancy ở phía trước. Hãy sử dụng một đĩa xà phòng sơn bằng acrylic. Dặm thêm màu vàng. Làm đồ nha. Gắn bánh xe. Tay cầm thoải mái. Cắt khung và cố định sang một bên. Đính kim cương giả lên nha. Sơn tay cầm. Một vali đầy đồ cho Gloria. Có phải là nơi này không? Con thích không nè? Không như những gì con mong đợi. Vali của con đây. Quần áo của con. Tạm biệt, chúc vui vẻ. Gloria tới đây. Con yêu, mẹ sẽ nhớ con lắm đó. Con cũng vậy mẹ ơi. Chúc con vui vẻ nha con yêu. Hãy cùng chúc Nancy mọi điều may mắn nhé. Hãy thu thập vài que gỗ nào. Dán khung lại với nhau. Xoắn dây kẽm. Cắt vài phần. Căng vải lên nha. Ấn các đường nối bằng sequin. Mượn cung nha. Một tấm mền. Lều ấm cúng quá đi. Vương miện trên đầu. Lều VIP dành cho một đêm nghỉ ngơi thoải mái. Mọi người đã sẵn sàng đi cắm trại chưa? Mình cần nghỉ ngơi. Tìm vài cành cây. Ô, que củi nè. Úp. Mình là Gloria, còn bạn Nancy, chúng mình nhóm lửa nha. Let's go. Mình có cái lều nè, chỉ cần dựng lên thôi. Bức ảnh rơi ra khỏi tấm vải. Mình đã thấy cái này ở đâu đó rồi. Đó là bố mình á. Là mẹ mình nè. What? Bức hình nối lại được với nhau. Chúng mình là chị em à. Yay. Nice. Liệu hai chị em có thể đoàn tụ với bố mẹ không nào? Lấy cái bao. Cắt bớt nha. Lắp lại thành chiếc váy. Chọn màu vải. Cắt ra theo mẫu. Làm tay áo. Buộc chặt váy. Chiếc váy lễ hội nè. Ai sẽ có được bộ trang phục mới này nhỉ? Chị ơi, trang phục của chị lỗi thời quá à. Đã đến lúc thay đổi rồi. Nhưng đây là chiếc váy duy nhất mẹ em có. Xung quanh chẳng có cửa hàng nào cả. Em có một ít vải nè. Và chị biết may vá. Vậy là cái này sẽ có ích nè. Màu hồng hợp với chị đó. Chúng mình thiếu dụng cụ rồi. Chúng mình phải làm gì đây? Chị có ý này. Nhìn xem. Voila, một cây kim. Khâu lại. Và may thôi. Chị thật tài giỏi. Mẹ chị dạy đó. Em muốn thử không nè? Váy xong rồi đây. Đây là áo nè. Wow, chiếc váy tuyệt đẹp. Nhưng chị nên đổi giày đi. Hãy thử giày cao gót của em nè. Đẹp quá à, về trại nào. Cha, khiêu vũ. Chung vui nha. Nancy nhảy tuyệt quá đi. Bạn tuyệt quá. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin chào, tôi là Jack. Tham gia không nè? Cặp đôi quay cuồng trong điệu nhảy.
Ben đến thăm Lalilu nè. Mượn cái chuông nha. Bỏ vòng tròn. Chọn các phụ kiện. Lắp ráp cấu trúc. Gắn tay cầm thanh lịch lên nào. Mã vàng các chi tiết. Đầu tiên sẽ đến tay ai nhỉ? Ngày của cha mẹ ở trại hè nè. Ủng hộ bọn trẻ nào. Chào mừng mọi người. Cùng bắt đầu nha. Lấy túi nào. Chúng mình cùng làm nha. Bọn trẻ chia thành các đội. Vào vạch xuất phát nào. Sẵn sàng. Đi. Những người tham gia lao về phía trước. Một cuộc đua khốc liệt. Nhấn nút thích để giúp các cô bé giành chiến thắng nha. Vạch đích đã cận kề. Cố lên, bố mẹ tin vào con. Con gái cố lên. Khi nào mới kết thúc nhỉ? Cố lên Gloria. Đoạn đường về nhà. Cảm ơn vì đã thích. Chúng mình thắng rồi. Chiếc cúp vàng dành tặng cho các bạn. Hãy cùng chúc mừng chiến thắng của các cô bé nào. Bạn có thể đoán màu của Slam không nào? Xem nè. Màu đỏ. Cắt bớt phần thừa. Cắt lớp phủ nha. Chọn một tấm che. Màu hồng hoàn hảo quá đi. Cắt một dải ruy băng. Cố định bằng đinh tán. Sửa dây đai. Mũ bảo hiểm cho ngựa nhỏ. Sẵn sàng cho một chuyến đi chưa nào? Gloria và bố thích cưỡi ngựa. Đừng tụt lại phía sau con à. Nancy và mẹ theo sau. Ai vậy? Một chú sóc. Cháu ơi. Con phải đi đây. Đi đâu? Chị ơi, chúng mình phải kéo bố mẹ lại. Em có kế hoạch này nè. Chắc được ha. Hãy thử xem nào. Ô ô, cẩn thận đó. À, cứu với. Mẹ bị kẹt rồi. Có ai kêu cứu à? Anh sẽ đưa em xuống. Amanda, Peter, cuộc hội ngộ. Lấy lại chiếc ủng cho em đi. Bố mẹ hòa giải đi. Tình yêu chiến thắng. Cái gì? Em đi đây. Đây, xách vali lên. Rồi sẽ hối hận vì điều này. Đập tay nào. Gia đình chúng mình sẽ lại bên nhau. Chúng mình cần chiếc vali. Màu đen sẽ đẹp hơn á. Vải biến thành bìa cứng. Chèn màn hình vào. Ồ, Lego. Gắn mảnh và nút vào. Màu cũ kỹ. Hôm nay sẽ có gì nhỉ? Mẹ dạy Gloria nấu ăn. Đổ bột vào. Tạo hình bánh ạ. Con gái thông minh quá đi. Xong chưa ạ? Cho vào lò đi. Và bố mang theo cái gì nào? Quà ạ? Mở ra nào. Chị sẽ giúp nha. Ồ, TV. Mẹ ơi, Gloria ơi. Món tráng miệng sắp xong rồi. Mẹ và bé làm bánh nè. Cùng nhau nha. Ngon quá, ngon quá. Và chúng mình xem ở đâu nhỉ? Tất nhiên Lalilu rồi. Rửa mặt cho cô bé nào. Vẽ mắt nha. Chúng mình sẽ lấy ít vải. Mây lại. Sơn các màu pastel lên nào. Chào cô bé Sarah nghèo khổ đi nào. Con à. Nhìn nè, sân chơi đó. Con có thể chơi và làm quen với các bạn mới. Các cậu ấy tuyệt quá. Mình cũng muốn có quần áo như vậy. Mẹ ơi, đi về nhà thôi. Mình mới tới đây mà con. Nếu mẹ nói vậy thì thôi. Có nhiều rác quá đi. Chào chị. Chị ấy bị sao vậy ta? Mắt kính kìa. Cậu có thấy không? Mẹ ơi. Con bị dơ một chút rồi nè. Con là một siêu mẫu đó. Tuyệt lắm. Đến lúc con phải lớn lên rồi. Chào Lalilu. Giúp tớ thay đổi ngoại hình với. Chúng mình sẽ lấy vải nha. Tớ sẽ giúp cậu. Của cậu đây. Lấy bản thảo nè. Và cái cây nữa. Tớ nên chọn chiếc váy nào đây ta? Bình luận xuống phía dưới là các cậu thích cái nào hơn nha. Tớ biết rồi. Cái đầu tiên. Cắt nó ra. Cắt bỏ đi phần thừa. Cố định phần đáy lại.
lấy ít màu pastel nào. Tại sao vậy? Chắc tụi mình không cần nó đâu nhỉ. Thêm vết rách nào. Xong chưa vậy? Thay đổi kiểu tóc thôi nào. Mang vớ vào nha. Giày nữa. Xong rồi, cảm ơn cậu Lalilu. Mẹ sẽ về vào buổi tối. Búp bê ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Ngủ ngon nha. Mình nên làm gì đây ta? Cái gì ở đằng đó vậy? Thú vị quá à. Wow, wow, wow. Đồ cũ hả? Chỉ là dẻ thôi. Là đầm của mẹ. Nhưng mà có nhiều lỗ rách quá đi. Nó bị phá hư luôn rồi. Có lẽ là mấy chú chuột đã cắn nó. Mình có thể làm gì đây ta? Mình có ý này. Mình sẽ may nó lại. Đỡ hơn nhiều rồi nè. Con có gì vậy con? Một bất ngờ cho mẹ. Con may lại sao? Nhìn nó độc đáo lắm. Thank you. Oh no. Rèm cửa của mẹ. Con xin lỗi mẹ, tại con không biết. Không sao đâu, con đã cố gắng hết sức rồi. Con có tài năng đó nha. Mẹ con ta sẽ có một cái rèm cửa mới thôi. Lấy cái này đi nào. Lấy phần dư ra nha. Lấy dây ri băng. Quấn xung quanh phần đầu lại. Cắt ra nha. Chuẩn bị đất sét nào. Để vào bảng màu nha. Đóng gói cẩn thận nào. Tuyệt vời cho các nhà thiết kế trẻ. Mấy bản vẽ này đẹp quá đi. Con sắp xong rồi. Mẹ, mẹ có muốn nhìn không nè? Sarah tài năng quá đi. Mình có ý này. Tới lúc của bé rồi đó. Cũng tạm được. Chừng này chắc là đủ rồi ha. Mình muốn mua cho Sarah một món quà. Okay. Của cậu đây. Tặng cho con nè, con yêu. Wow, con cảm ơn mẹ. Giờ con có thể để trí tưởng tượng con bay xa rồi. Thử thôi nào. Mình sẽ vẽ một trái tim ở đây. Cứ như mình là một nhà thiết kế thật thụ vậy. Sao con nghĩ ra được hay vậy? Đến lúc đi học rồi đó. Chúc con may mắn nha. Con cảm ơn mẹ. 10 phút nữa là chuông reo rồi. Mình thích ăn pizza lắm. Váy của mình bị dính dơ rồi. Mình nên làm gì đây? Đừng lo mà, để tớ giúp cậu cho. Tớ sẽ che lại vết dơ cho cậu nha. Có được không dạ? Cậu sẽ thấy thôi. Bướm bướm hả? Đây nè. Ai ở đó vậy ta? Bọn tớ cũng muốn có hình vẽ nữa. Xếp hàng đi nào. Cậu có làm được không dạ? Xong hết rồi nè. Cậu tuyệt vời quá đi. Không có gì đâu mà. Tiền của cậu đây. Gặp lại cậu sau ha. Nhiều tiền quá đi. Cái gì đây? Trường học thời trang. Mình cũng muốn tham gia nữa. Chúng mình cần một người mẫu mannequin. Tháo bỏ những phần dư đi. Lấy vải che lại. Lấy cái ống hút nha. Sơn màu trắng. Làm thành một cái lỗ. Gắn vào giữa nào. Người mẫu mannequin kìa. Người mẫu mannequin kìa. Tuyệt quá đi, con cảm ơn mẹ. Không có gì nè, đến giờ đi rồi. Mọi người đến hết rồi nè. Nặng quá à. Trường học thời trang. Ước mơ đã thành sự thật rồi nè. Cậu là người mới hả? Tớ nên đặt mannequin của tớ ở đâu đây? Đặt cạnh của bọn tớ luôn đi. Vị trí tuyệt lắm. Chào em Sarah. Ngồi đi nào. Được rồi, vào việc thôi. Các em cần may những cái đầm tương tự nhau. Các em có thể bắt đầu rồi đó. Nhanh lên nào mấy em à. Mình sắp xong rồi. Chút nữa thôi nha. May mấy nữa là xong rồi. Xong rồi nè. Mọi người thấy sao hả? Để xem lại Annie may như thế nào nha. Giỏi lắm. Giờ thì xem chiếc đầm của em ma nào. Bây giờ là tới Sarah. Đẹp quá đi, thật là tuyệt vời. Chiếc đầm đẹp nhất đó. Cô rất muốn mang thử nó. Cô mang lên sẽ tuyệt lắm cho mà coi. Cô mang nó quá đẹp luôn. Cảm ơn em ha. Các em cho Sarah mấy điểm nè. Viết dưới phần bình luận nha. Xuất sắc. Em thật là có tài mà. Hôm nay đúng là thành công. Đến lúc lớn lên rồi. Lalilu, giúp tớ thay đổi ngoại hình đi nào. Được thôi, chuyện nhỏ.
làm cho tóc ướt nha. Tạo bọt nào. Bồng bềnh quá đi. Tớ nên chọn cái nào đây? Tớ muốn màu hồng. Vuốt thẳng ra nào. Dùng kéo cắt ra nha. Mây lại với nhau. Dán lông mi lên. Xong rồi. Mình xinh quá đi. Bản thảo của cậu nè. Tớ cần phải nhanh lên thôi. Mình tới sớm rồi đây. Hy vọng là họ sẽ nhận mình. Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn. Cho vị trí nhà thiết kế. Cậu ngồi đi, họ sẽ gọi cho cậu sớm thôi. Mình hồi hộp quá đi. Lỡ họ không thích mình thì sao? Cậu có muốn uống nước không nè? Cảm ơn cậu nha. Chào mọi người, đoán xem là tớ đang ở đâu nè. Các cậu thấy tớ chưa dạ? Cái gì vậy? Để anh giúp em. Em có sao không? Xin lỗi em nhiều nha. Không có sao ạ. Mấy bản thảo này nhìn tuyệt vời lắm. Anh nghĩ mấy cái này là của em nè. Anh đã yêu em mất rồi. Em cũng cảm thấy như vậy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em có đồng ý cưới anh không? Mình thật sự đã đính hôn rồi sao? Wow, đúng là một cú quay xe mà. Cặp đôi uyên ương đã kết hôn với nhau. Và giờ đây họ đang chuẩn bị chào đón một em bé. Chúng mình sẽ thêm một cái bụng bầu nha. Lấy nửa hình cầu nào. Nhúng khăn ăn vào. Nhẹ nhàng thắt chặt vào. Tô màu vàng nè. Thêm vải vào. Trang phục quyến rũ của người sắp làm mẹ. Em à, chúng mình đi hẹn hò đi. Chỉ có em và anh thôi. Lãng mạn làm sao. Gặp lại em sau nha. Đến lúc chuẩn bị rồi. Mình nên mặc gì đây ta? Thử cái này đi. Ôi không, bị chật rồi. Không có vừa. Bụng của mình to quá. Mấy cái quần này chật nứt luôn rồi. Không có gì mang cả. Mình sẽ tự may cho mình luôn vậy. Tuyệt vời. Như vậy nè. Mang thử lên mannequin nào. Nhìn đẹp quá đi. Giờ tới phần dưới nào. Xong rồi. Em Bill đang đợi người yêu của mình. Xin lỗi em đến muộn. Nhìn em lộng lẫy lắm. Xem có gì ở đây nào. Cái tượng đẹp quá ha. Chiếc đầm lộng lẫy quá đi mất. Xin lỗi, cậu mua cái đầm này ở đâu vậy? Là tớ tự may đó. Cậu may cho bọn tớ luôn được không? Chúng tớ muốn đặt hàng. Lấy kim tuyến. Chọn một nhân vật. Chà lên. Thêm đá kim cương lên nào. Một phần thưởng uy tín cho nhà thiết kế xuất sắc nhất. Chào mừng quý khán giả. Bộ sưu tập mới đã ở đây rồi. Một số diễn thời trang cho các cô gái sắp làm mẹ. Chiếc corset vàng này sẽ nâng bụng bầu lên đó nha. Nó nhấn mạnh vào đường nét một cách hoàn hảo luôn. Thoải mái và thanh lịch quá đi. Hoan hô. Nhưng mà nhà thiết kế đi đâu rồi? Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã tới đây. Tớ trân trọng sự ủng hộ của mọi người. Bức tượng này là của cậu đó. Tớ đã làm việc rất chăm chỉ. Cơn mưa tiền. Cuối cùng cũng giàu rồi. Em xứng đáng có được phần thưởng này. Em nghĩ là nó đang diễn ra đó. Thở đi nào em yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cuối cùng mình cũng được ra ngoài rồi. Lalilu giúp mình làm một bộ trang phục mới đi. Mây lại nào. Thêm cái váy vào. Wow, trông tớ cứ như là một công chúa thật thụ vậy. Thôi nào con, tớ giờ đi rồi. Tớ rất vinh dự khi được ở đây. Cảm ơn đã mời tớ đến đây. Ở show nói chuyện tuyệt vời nhất trong nước. Mẹ ơi, thả con ra đi. Cô vũ công nhỏ của mẹ. Xin chào mọi người. Cậu làm mọi người bất ngờ ở show biểu diễn thời trang đó. Hãy cùng nhìn vào màn hình nào. Sarah là một nhà thiết kế rất tài năng. Có rất nhiều thứ chúng ta cần phải học hỏi từ cô ấy. Xuất sắc tuyệt đối. Chồng của tớ giúp tớ với mọi bước trên con đường này. Quay rồi hả? Đợi xíu nha. Sarah của tớ rất là tuyệt vời. Tớ rất tự hào về cô ấy. Ô không, Suzy à. Tóc của tớ. Con sẽ trở thành thợ làm tóc. Dừng lại ngay, cô bé tinh nghịch này.
Ba mẹ không bắt được con đâu. Con bé nhanh quá đi. Bắt được rồi nha. Bắt được con rồi. Phân cảnh khác nào. Làm mềm đất sét nha. Sơn lại để nó đều màu da với cậu ấy. Tóc của tớ thì sao nào? Dùng khăn quấn lại. Mang bông tai. May một bộ đồ mới. Sarah ăn mặc vẫn có phong cách lắm nha. Cảm ơn cậu Lalilu. Các cháu ơi, bà tới rồi nè. Bà ơi, bà tuyệt quá à. Đến lúc đi rồi. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Cứ tự nhiên đi các con ạ. Mình nên cho tụi nhỏ coi cái gì đây? Máy may của mình. Mình sẽ để ngay đây. Ô, nhiều bụi quá đi. Mọi thứ vẫn còn ở đó nè. Mình sẽ cho các cháu thấy cách may. Cho tụi con thử được không bà? Gabby đừng có hấp tấp như vậy nè. Các con đúng là phụ tá của bà. Đôi cánh của các con nè. Đẹp rồi. Đúng là thiên thần nhỏ của bà. Bay lên nào. Woohoo. Ồ, lưng của mình. Đến giờ giải lao rồi. Chơi tiếp nữa được không bà? Tí nữa đi con. Bà muốn xem tụi con biểu diễn không ạ? Hoan hô ngôi sao của bà. Đây phải là bà trong tấm hình không ạ? Ôi không, mưa rồi. Mình quên đem dù mất rồi. Trú dưới cây đỡ vậy. Gió lớn quá đi. Gì vậy nhỉ? Bé mèo sao? Bé ấy luôn một mình ở đây. Đừng buồn nha, chị không bỏ rơi bé đâu mà. Đáng yêu quá đi. Về nhà với chị nha. Ba mẹ ơi, con có bất ngờ này nè. Con mới nhặt được bé mèo này nè. Nhìn đống bùn này đi. Con tìm được ở đâu vậy? Con thấy ở trên đường á mẹ. Ruồi bu quá trời kìa. Nó dơ quá đi. Mình không thể nuôi được đâu. Nhưng mà ba ơi, bé đáng yêu mà. Con không bỏ được. Tránh ra nào. Dọn dẹp thôi. Lalilu giúp mình thay đổi diện mạo nha. Lấy kéo cắt ra. Lấy số đo. Đánh dấu trên vải. Dùng kim khâu lại. Ta-da. Thêm túi nữa. Thêm họa tiết nè. Chào em nha. Ướt dơ mất rồi. Trông mình nghèo thật đấy. Nhìn ổn mà. Chúc may mắn. Cảm ơn Lalilu. Không ai có thể đuổi mình đi nữa. Có chị và em thôi. Giờ đã, em đi đâu vậy? À, chó sao? Chơi với chị nha. À, cứu. Ai đó cần giúp. Đừng cắn cậu ấy. À, ngoan lắm. Cậu dũng cảm quá đi. Bình thường thôi mà. Cảm ơn cậu đã giúp nha. Người hùng của mình. Vui quá đi. Ồ, cậu ấy hôn mình kìa. Lấy cái xô nha. Lấy giấy xốp ra. Đánh dấu lại. Cuộn hai đầu lại. Dán keo vào. Trang trí thêm dây. Bé vẹt đáng yêu quá đi. Cho chị một vài sợi lông nha. Tỉa bớt. Gắn vào mũ nè. Wow, hoa hồng nhỏ nè. Làm nhiều cái hơn nữa. Bình luận phía dưới mũ nào đẹp nhất trong mắt bạn nha. Bỏ vào thùng nè. Bắt tay vào làm thôi nào. Đạo cụ tuyệt để chụp hình. La la la. Chạy thôi. Chuyện gì vậy nhỉ? Lạ ghê, tiếng gì vậy ta? Có ai trong đó thì phải. Để mình cứu cho. Bé cuốn bảo vệ. Bé mèo cũng giúp luôn. Nhìn nè, có gì trong này nè. Đổi thử không? Có chứ, hợp với cậu đó. Cậu thấy sao? Mình nên đổi cái nào ta? Này cho em nè. Chụp một tấm làm kỷ niệm nha. Sẽ tuyệt lắm đó. Như người mẫu luôn. Ủa gì đây? Ai là người chụp bức này? Chụp cho anh một tấm nữa nha. Cười lên nào. Của anh đây. Tiền của em đây. Cảm ơn ạ. Chúc may mắn. Tạm biệt. Chào. Chụp chị một tấm nữa nha. Dạ được ạ. Wow, chị sẽ khoe cho các bạn xem. Tiền và hớt đó của tụi em nè. Cảm ơn chị. Tụi em có tương lai đó nha. Tạm biệt chị. Lớn lên thôi nào. Thời gian trôi qua. Lalilu ơi, làm cho mình bộ đồ mới nha. Đo kích cỡ. Lấy cuộn vải. Làm theo bản phác thảo. Một chiếc váy thời trang. Thêm áo nha. May chiếc túi. Làm nhòe một ít phấn màu.
Mang tất nha. Chải một chút nè. Bây giờ Luisa đã là thiếu nữ rồi. Nice. Cảm ơn Lalilu nha. Tới giờ đi học rồi. Jack đâu rồi ta? Thế nào cũng trễ hết á. Bạn cùng lớp của Luisa nè. Stacy đem theo thuốc cân nữa. Chào. Tới rồi hả? Xin lỗi nha. Mình tìm chỗ ngồi đi. Các cậu ơi, mình ngồi đây được không? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Cậu, với tụi tôi á hả? Cậu nghèo lắm. Có chỗ ở thùng rác kìa. Đằng kia kìa, đừng có bị lạc nha. Quá đáng mà. Chào nha. Ăn ở đây nha. Ngồi xuống đi. Cũng êm ái ấm cúng đó nha. Nhưng chả không bằng tí nào. Đừng khóc mà Louis. Tốt lắm các cậu. Bé Phượng Cáo đã đi đâu đó. Các bạn có thấy gì bất thường không? Bình luận phía dưới xem ai ở sau Luisa và Jack nha. Tiếng gì vậy? Kiểm tra thử đi. Sao Stacy khóc vậy? Sao để em bé xuống bây giờ? Chuyện gì xảy ra thế? Bé cưng của mình ở trên cây mất rồi. Đừng khóc mà, để mình giúp cậu. Bằng cách nào vậy? Cao quá đi. Làm theo cách mình hay làm đi. Giữ vững nha, bé ơi. Đến đây với chị nào. Nào nào, giỏi lắm. Bắt được bé rồi. Cảm ơn cậu đã cứu bé nha. Chị nên làm mà. Cho cậu nè, tụi mình xin lỗi nha. Phần thưởng cho cậu đây. Wow, gặp lại sau nha. Tạm biệt, mình thích ăn donut lắm. Có chuyện gì à? Mà cậu dính bánh nè. Để mình lau cho. Sạch rồi đó. Mình đi thôi. Nhìn tờ quảng cáo này nè. Việc làm sao? Thử xem nào. Mình đi đâu bây giờ? Cẩn thận mèo cao. Chắc là ở đây rồi. Mình sợ quá à. Cậu bình tĩnh đi, đừng lo. Để mình gõ cửa cho. Đợi mình với. Mấy người tới làm gì? Chúng tôi đến để ứng tuyển. Bé không cắn đúng không? Vào nhà ngồi nha. Cậu vào trước đi. Cẩn thận trên hết nha. Nhà của anh ấm ghê. Tụi em trông bé hộ anh nha. Ước dễ thôi. Tụi em đậu rồi đó, chào nha. Chờ đã, làm bạn với anh nha. Ha, à, Luisa ơi, cứu mình. Jack, cậu tránh xa mình ra đi. Coi chừng đó. Cậu có sao không? Bé ấy làm bể chậu cây mất rồi. Nghịch ngợm quá đi. Ô không, sắp rớt rồi. Đỡ được rồi. Nhanh lên đi, Lalilu. Chúng ta cần thùng rác. Trong đó có gì dạ? Chậu cây nhỉ? Bỏ đất vào. Tìm vài nhánh cây. Chậu cây tốt tươi. Trang trí thêm bàn chân. Lấy vài tờ giấy. Bé mèo giúp in hình nè. Xong rồi. Cắt bớt phần thừa đi. Biến nhỏ đi nè. Bạc hà mèo sẽ giúp làm dịu bé tinh nghịch này. Cảm ơn nha, phải dùng nó ngay thôi. Nhanh lên Luisa. Mình tới đây, cho em nè. Cuối cùng em cũng bình tĩnh lại rồi. Anh về rồi đây. Chủ của bé kìa. Chắc anh ấy sẽ vui lắm. Chuyện gì xảy ra thế này? Ô không, cây đào của tôi. Xin lỗi, tụi em không cố ý đâu mà. Không sao, dù sao tụi em cũng làm bé cưng của anh bình tĩnh rồi. Không ai làm được đâu. Cảm ơn nha. Đây, vali hả? Wow, nhiều tiền quá à. Tụi mình giàu rồi. Rất vui khi giúp được anh. Tạm biệt. Mình mua gì đó đi. Đang giảm giá kìa. Cậu tính sao? Chắc mình đủ tiền á. Có hứng thú với căn này chứ. Đưa 1 triệu Lalibus. Và chìa khóa là của cô cậu. Cậu nghĩ sao? Chốt luôn đi. Oh yeah. Đi thôi nào anh yêu. Hasta la vista. Giờ là của tụi mình. Bừa bộn quá đi. Cây lau nhà đây. Sạch sẽ không tì vết. Mình sẽ vớt rác. Cố đỡ tới nè. Sơn lại tường thế nào? Bé mèo chọn màu nè. Dễ ợt ý mà. Cậu giỏi quá đi. Quá khen. Còn nhiều thứ để làm quá. Tụi mình đỉnh quá đi. Đã tới lúc mở tiệm salon thuốc cưng rồi. Còn một thứ nữa. Mình phải thay bản hiệu này thôi. Cái mới nè. Cậu thấy sao? Nó hơi... không được sao? Lalilu ơi, hình như thiếu thiếu gì á.